Xuất phát từ mục đích thử lầm tham của người lạ, mà đây nhóm thanh niên đã dàn cảnh một sợi dây chuyền vàng bị rơi nằm chổng chơi trên mặt đường. Tuy nhiên, số lượng vàng đã được buộc dây để sẵn sàng giật lại nếu người đi đường có ý định nhặt lên. Ngồi được ít phút, xuất hiện một chú trung niên đi qua, chú dừng xe, định nhặt sợi dây lên. Nhóm thanh niên này giật nhanh dây lại, nhìn nét mặt cưỡng gạo, méo sệt của chú và cười khóa chí với nhau. Đăng tải lên mạng xã hội, nhóm thanh niên này không muốn nhận được sự đồng cảm của người xem trò lố của mình. Tuy nhiên, cái kết mà họ nhận được thì ngược lại. Đa số người xem đều nhận xét đây là cách thử lòng vô tiên, nông cạn, cố tình bia sướng người khác. Đại trường hợp chú ấy nhặt sờ dây lên rồi đem trình báo công an thì làm sao? Nhìn chú mà tội, ai bên ngoài cũng sẽ nhặt lên thôi. Quan trọng là người ta làm gì sau đó, thậm chí còn gây gắt hơn. Người có tiền mua vàng mà không có tiền mua nhân cách để đánh giá một con người có nhiều cách và phải qua mỗi khoảng thời gian nhất định chứ tuyệt nhiên không phải chỉ trong chốc lát và bằng cái nhìn phiến diện như nhóm thanh niên này bạn nghĩ sao về cách làm này của nhóm thanh niên hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé